Hôm nay, ngày 8 tháng 10 năm 2017, Chúa Nhật thứ 27 thường niên, năm A. Trích sách tiên tri Isaiah. Tôi sẽ ca tặng người yêu bài hát của cô bác tôi về vườn nho. Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào dậu, nhặt đá, trồng cây, chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn và trông mong nó sinh quả nho, nhưng nó lại sinh toàn nho dại. Vậy giờ đây, hỡi dân cư Jerusalem, bức tượng người mù, cũng như tại bất cứ một trung tâm hành hương nào tại lộ đức, du khách và khách hành hương có thể đọc được không biết bao nhiêu lời cảm tạ dâng lên Đức Mẹ, cũng như không biết bao nhiêu kỷ vật khác mà những người thọ ơn muốn cho thiết lập để ghi nhớ ơn Đức Mẹ. Trong muôn nghìn kỷ vật tạ ơn ấy, người ta thấy có bức tượng diễn tả một người mù vừa được chữa lành. Dĩ nhiên, được sáng mắt là một trong những phép lạ đầu tiên được ghi trong sách những phép lạ tại lỗ đức. Nhưng bức tượng người mù sáng mắt ấy ở đây lại tượng trưng cho một biến cố khác, một phép lạ theo đúng nghĩa. Bởi vì đó là phép lạ của một người tìm lại được ánh sáng đức tin. Bức tượng này được một người đàn bà quý phái xây dựng lên để ghi nhớ ánh sáng đức tin mà bà đã tìm lại được tại lỗ đức. Tuy là người Công giáo, nhưng kể từ khi chồng qua đời, người đàn bà không còn một chút tin tưởng gì nơi Chúa Mẹ nữa. Và dĩ nhiên, cũng giống như những người khô đạo khác, người đàn bà chỉ tìm kiếm có mỗi một điều, đó là thú vui trong cuộc sống. Một mùa hè nọ, trên đường đi đến một trung tâm nghỉ mát nổi tiếng ở phía nam nước Pháp, người đàn bà phải đi qua lộ đức, thấy đám đông tấp nập tại trung tâm Thánh Mẫu, bà ta tò mò dừng lại xem. Mà không ngờ rằng chính Chúa đang tìm kiếm và đeo đuổi bà. Từ thái độ bàng quan của một người hiếu kỳ, người đàn bà đã tìm lại được ánh sáng đức tin. Để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, bà đã cho dựng nên bức tượng của người mù với hàng chữ như sau: tìm lại đức tin là một phép lạ vĩ đại hơn là được sáng mắt. Trên vạn nẻo đường của chúng ta, lúc nào Thiên Chúa cũng có mặt. Thật ra, không phải con người đi tìm kiếm Thiên Chúa cho bằng chính Thiên Chúa đeo đuổi tìm kiếm con người. Trong mọi biến cố của cuộc sống, lúc nào Thiên Chúa cũng có mặt. Trong ăn vui, hạnh phúc hay trong thất bại khổ đau, Ngài luôn ở bên cạnh ta để mời gọi ta tin tưởng ở tình yêu của Ngài. Ngay cả khi con người muốn khước từ và gạt bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống, Thiên Chúa vẫn tiếp tục đeo đuổi con người. Thánh Kinh đã ví Thiên Chúa như một người tình chung thủy, lúc nào cũng chờ đợi, lúc nào cũng nài nỉ, lúc nào cũng bổ về, lúc nào cũng tha thứ. Tin ở một sự hiện diện trung thành như thế của Thiên Chúa, thái độ của chúng ta phải là thức tỉnh, chờ đợi và tin tưởng không ngừng. Trong ăn vui thịnh đạt, chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa. Trong thất bại khổ đau, chúng ta cũng hãy tin tưởng phó thác. Và ngay cả những lúc vấp ngã vì yếu đuối, chúng ta cũng hãy tin tưởng ở lòng tha thứ vô bờ của Ngài. Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ mặc con người. Bài trích sách lẽ sống.